Covid-19 xảy ra đã kéo theo rất nhiều các hệ lụy về công ăn việc làm, cũng như là rất nhiều doanh nghiệp đối mặt với các cái tình trạng phá sản. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các doanh nghiệp ăn lên làm ra và tạo ra cái cơ hội đầu tư rất hiệu quả cho nhà đầu tư. Rất nhiều các nhà đầu tư từ quý 2 năm 2020 đến hết quý 2 năm 2021, lợi nhuận đã đạt đến cả trên 100%. Thậm chí có những nhà đầu tư lớn còn kiếm được 500 đến 1.000 tỷ. Và cơ hội đã diễn ra đối với dòng ngân hàng rất mạnh mẽ, dòng chứng khoán cũng vậy. Và gần đây rất nhiều các nhà đầu tư thì họ lại quan tâm đến vậy, dòng hàng không liệu có mang lại những cái cơ hội lớn lao như thế hay không. Đặc biệt người ta rất chú ý đến hãng hàng không quốc gia Việt Nam, HVN. Thì đứng trên quan điểm của những người chuyên môn thì tôi có tham khảo và trao đổi, thì người ta dùng một cái lời cho cổ phiếu này, đó là ngàn cân treo sợi tóc sau mấy lần Covid. Vậy thì để đánh giá về HVN và những vấn đề liên quan thì chúng ta cần phải trả lời một số các cái câu hỏi như sau. Đầu tiên là hoạt động kinh doanh của HVN như thế nào, hiện nay như thế nào, trong quá khứ như thế nào. Thứ hai là triển vọng kinh doanh của HVN ra sao trong tương lai. Và thứ ba, HVN liệu có nguy cơ hủy niêm yết trên HOSE hay không? Và nếu hủy thì sẽ như thế nào? Và thứ tư, có nên đầu tư cổ phiếu HVN hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp từng cái câu hỏi một. Đầu tiên là hoạt động kinh doanh của HVN như thế nào? Trước tiên thì chúng ta nhìn qua cái biểu đồ giá của HVN một chút, đúng không ạ? Thì cổ phiếu này từ khi niêm yết là vào năm 2017, đúng không ạ? Đầu năm 2017 đến nay thì vẫn dao động đi quanh từ 20 đến 45. Và hiện nay giá đang là khoảng 28.000 đồng, là vẫn trong cái vùng đi ngang như vậy. Đi ngang như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần kết quả kinh doanh. Thì trước tiên là chúng ta đến với kết quả kinh doanh năm 2020 ạ. Thì chúng ta có thể thấy ở đây, điểm qua một chút. Vốn chủ sở hữu năm 2020 của HVN còn có 6.072 tỷ. Trong khi đó, cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của công ty này lên đến 18.607 tỷ. Tức là công ty này sau một năm đã âm mất 12.500 tỷ. Âm mất 12.500 tỷ. Tức là nó mất 2/3 vốn chủ sở hữu trong năm 2020. Và chúng ta có thể thấy ở đây, vốn góp của công ty này là vốn góp, tức là cái vốn điều lệ đấy, 10.000 đồng góp ban đầu ấy, là 14.183 tỷ. Thì vốn chủ chỉ còn 6.000 thôi. Đó, tức là giá trị sổ sách của cổ phiếu này bây giờ kết thúc năm 2020 đâu đó còn có khoảng độ chưa đến 4.000. Chưa đến 4.000, khoảng 3.007, 3.008, đúng không ạ? Và đây, cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế âm mất 9.328 tỷ. Trong khi năm 2019 là dương 2.600 tỷ. Như vậy, chúng ta có thể thấy riêng năm 2020 đã âm mất 12.000 tỷ. Cái lợi nhuận rồi. Lợi nhuận âm mất 12.000 tỷ. Chúng ta có thể thấy như thế này. Tất cả các cái thành quả từ xưa đến nay của HVN làm ra dương được 2.600 tỷ từ cái kết quả kinh doanh, nhưng mà chỉ một năm 2020 thôi đã làm âm mất 12.000 tỷ. Và riêng cái năm 2020 ấy, đã quấn phăng toàn bộ những thành quả trong quá khứ của HVN, trôi toàn bộ. Ngoài ra này âm thêm khoảng 2/3 cái vốn chủ sở hữu nữa. Đó, như vậy có thể thấy một năm nó cuốn trôi không phải là tất cả mấy chục năm trong quá khứ đâu, mà nó còn cuốn trôi hết cả toàn bộ quá khứ cộng thêm với khoảng gần 2/2 cái vốn mà người ta góp vào từ xưa đến nay. Đó là về vốn. Tiếp theo, soi xuống đây là về kết quả kinh doanh. Đó, có thể thấy đây, lợi nhuận sau thuế đã âm 11.178 tỷ, trong khi năm trước là 2.500 tỷ. Đó, 2.500 tỷ. Âm rất lớn, doanh thu thì giảm rất mạnh. Nguyên nhân thì chúng ta đều biết rồi.
đến từ COVID khiến cho cái việc đi lại bị hạn chế rất nhiều và khiến cho các nước gọi là đóng cửa. Do đó cái việc vận tải hành khách bị thua lỗ lắc lề lề, bị tê liệt hoàn toàn. Vậy kết quả kinh doanh quý 1 2021 thì sao? Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Vốn chủ sở hữu đến cuối quý 1 2021, tức là chỉ sau có một quý thôi đấy, là đã giảm mất 5.000 tỷ, từ 6.000 tỷ xuống còn có 1.030 tỷ. Đây ạ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ âm 9.329 tỷ xuống còn âm 14.219 tỷ. Tức là về cơ bản, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu này còn khoảng độ 730 đồng. Đó, và ban đầu khi thành lập công ty cái vốn góp đó là 10.000 đồng thì bây giờ còn 730 đồng trên mỗi một cổ phiếu mà thôi. Tiếp theo chúng ta cùng xuống dưới. Đây ạ, về doanh thu được có 7.500 tỷ so với cùng kỳ năm trước là 18.900 tỷ của quý 1 2020. Thì quý 1 2020 về cơ bản có bị ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng ít hơn rất nhiều. Thì đến quý 1 năm nay ngấm đòn rất mạnh, đúng không ạ? Lợi nhuận gộp đã âm tới 3.869 tỷ. 869 tỷ. Đúng không ạ? Và lợi nhuận sau thuế của công ty này âm 4.975 tỷ trong quý 1. Quý 1. Và khiến cho cái vốn chủ sở hữu ở trên này đây còn có 1.030 tỷ thôi. Đó, đó là những cái câu trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên, HVL đang làm ăn ra sao? Đó là làm ăn rất là bi đát, rất là kém. Đúng không? Âm mất mười mấy ngàn tỷ chỉ trong vòng hơn một năm qua. Một năm một quý qua thì âm đâu đó khoảng độ gần 17.000 tỷ. Làm vốn chủ sở hữu của công ty này từ hơn 18.000 tỷ xuống còn có 1.000 tỷ. Tức là mất 17 trên 18 phần. Trên 18 phần. Đó, và tôi kết luận lại rằng hoạt động kinh doanh của HVN rất kém hiệu quả. Tiếp theo, câu thứ hai. Vậy triển vọng kinh doanh của HVN thì ra sao? Thì ra sao? Thì đây là những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Bởi vì khi đầu tư vào cổ phiếu và doanh nghiệp thì cái đầu tư đó chính là đầu tư vì kỳ vọng tương lai, vì triển vọng tương lai của doanh nghiệp. HVN trong thời gian quá khứ vừa qua cực kỳ kém rồi. Vậy tương lai nó có sáng sủa hơn để chúng ta đầu tư hay không? Thì cái câu trả lời thì sẽ có ngay sau đây. Thì về cơ bản, hiện nay trong cái quý 2 năm 2021 này, COVID đang diễn ra ở Việt Nam, thậm chí còn phức tạp hơn cả những cái quý trước. Hàng ngày có hàng trăm ca lây nhiễm được phát hiện và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lĩnh vực hàng không gần như tê liệt hoàn toàn cùng với lĩnh vực du lịch. Chính vì thế, kết quả kinh doanh quý 2 của HVN nếu không có cái tác động gì ngoài kinh doanh vào thì nó còn tệ hại hơn so với quý 1 năm 2021 khá nhiều. Bởi vì dù sao cái quý 1 2021 vẫn còn những cái tháng khá êm đềm trước Tết. Đúng không ạ? Trước Tết một chút. Thì quý 2 này thì đã mất êm đềm ngay từ đầu rồi. Đó, và kết quả kinh doanh rất, có thể nói là trong quý 2 rất kém. Và nếu không có gì thay đổi thì vốn chủ sở hữu của HVN sẽ chính thức âm từ cái quý 2 năm 2021 này. Sẽ âm. Nếu không có cái gì quá bất ngờ ở bên ngoài. Còn co kinh doanh, tôi có thể khẳng định rằng là chắc chắn là lỗ và âm. Và âm. Tiếp theo, vậy COVID bao giờ được ngăn chặn? Hàng không bao giờ được khơi thông? Thì cái câu chuyện này thì còn phải chờ vaccine rất lâu nữa. Không nhanh được. Về cơ bản, vaccine trên thế giới người ta sản xuất ra khá là nhanh rồi. Tuy vậy, đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử loài người. Đó là cả thế giới mà. Tức là cả thế giới phải cần tới 20 tỷ liều thì mới đủ cho tất cả được. Thì mỗi người trung bình khoảng 2 liều. Ngoài ra, chính vì cái khối lượng lớn như vậy cho nên cái công suất sản xuất của các cái hãng vaccine lớn không kịp. Và không có vaccine mà mua, chứ không phải là muốn
mà mua được, có tiền là mua được, đúng không? Tiếp theo, các cái biến thể của Covid nó diễn ra khá là nhanh và phức tạp. Chúng ta có thể thấy ở Việt Nam chẳng hạn, ở cái bệnh viện nhiệt đới, nơi mà chuyên chữa trị Covid, thấy rằng, cái này thì tôi cũng không chắc chắn 100%, người ta cho rằng là ở đó các y bác sĩ đã được tiêm 1 đến 2 mũi vaccine rồi. Nhưng mà vừa rồi thì đấy lại là một trong những cái ổ dịch lớn. Do đó, cái vaccine vẫn có cái kẽ hở của nó. Đấy, tuy vậy thì để cho ngành hàng không này có thể hoạt động trở lại tương đối bình thường thì nó phải có một cái gọi là miễn dịch cộng đồng đối với cái Covid-19 này. Và để có được điều đó ở Việt Nam cũng như là các cái nước khác thì tôi cho rằng còn khá lâu nữa. Tối thiểu nó cũng phải tính bằng đơn vị vài quý, thậm chí một vài năm. Thì khi đó với tình hình này diễn ra thì một năm HVN có thể lỗ cả chục ngàn tỷ là một điều hết sức bình thường. Và bây giờ tính đến quý 1 năm 2021, về cơ bản tiền của HVN vẫn còn đấy, đúng không? Vẫn còn, nhưng mà nó khó có thể giúp công ty cầm cự được quá lâu dài nếu Covid vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Nợ của họ. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn nợ của họ. Nợ ngắn hạn lên đến 13.000 tỷ, 12.694 tỷ. Nợ dài hạn của họ là 21.600 tỷ. Như vậy, tổng nợ của HVN ấy đã lên đến hơn 34.000 tỷ. Tổng nợ vay đấy, trong khi vốn chủ sở hữu tính hết quý 1 còn có 1.000 tỷ. Và đến quý 2 không có gì bất ngờ còn âm lặng nữa thì suy ra cái đống nợ này lên đến gần 40.000 tỷ thì họ xử lý làm sao được? Áp lực trả lãi, trả gốc vẫn còn. Nếu không có động thái cứu kịp thời thì HVN sẽ đối mặt với cái nguy cơ phá sản. Đó, thì đây là trả lời cái câu hỏi thứ hai. Triển vọng kinh doanh trong tương lai của HVN vẫn vô cùng là u ám. Không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là sẽ tích cực trở lại trong sớm ngày. Một sớm một chiều. Đó, thì đấy là câu hỏi, trả lời câu hỏi thứ hai. Tiếp theo về câu hỏi thứ ba, đó là HVN liệu có nguy cơ hủy niêm yết HO hay không? Thì điều này rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Bởi vì khi hủy niêm yết thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của họ. Đó, thì để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta cùng đến với các cái tiêu chí, các cái yếu tố khiến cho một công ty bị hủy niêm yết một cách bắt buộc. Đây không phải tự nguyện mà bắt buộc, đúng không? Đó, theo khoản 1 điều 60 nghị định 58, chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết xảy ra trong một trong các trường hợp sau. Thì đây ở cái luật chứng khoán tương đối cũ, tuy vậy thì nó vẫn chưa có gì thay đổi đáng kể so với cái luật cũ này cả. Thì tôi sẽ lấy tạm cái này. Đó. Thứ nhất là tổ chức niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán không đáp ứng được các điều kiện niêm yết. Đó. Thứ hai là tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ trên một năm hoạt động kinh doanh chính đấy. Thứ ba là tổ chức niêm yết bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành. Thứ tư là cổ phiếu không có giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán trong vòng 12 tháng, tức là không phát sinh mua bán. Thứ năm là kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Đó. Như vậy, nếu tính đến năm 2020 thì HVN đâu đó vẫn còn 6.000 tỷ vốn chủ sở hữu. Tính đến hết quý 1 thì còn 1.000 tỷ. Thế với tình hình này rất có khả năng 99,99% HVN sẽ âm vốn chủ sở hữu trong năm 2021 này. Và nó cũng hướng đến cái mức gọi là lỗ lũy kế vượt qua cái số vốn điều lệ thực góp rồi, ngay trong cái quý 2 năm 2021 này. Và điều kiện để xét duyệt hủy niêm yết thì nó phải đến năm 2022
theo cái quy định này thì sẽ bị xét duyệt xem có bị hủy niêm yết hay không. Đó là cái yếu tố mà HVN đang dính phải. Đó, chỉ có những cái điều đó gì đó nó gọi là cực kỳ bất ngờ xảy ra thì lúc này HVN mới đảo ngược được tình thế. Còn không thì đây gần như là một bản án cho HVN rồi. Và câu hỏi phụ phát sinh trong cái câu hỏi thứ ba này là nếu có hủy niêm yết thì nó sẽ như thế nào? Cổ đông sẽ bị ra sao? Nếu hủy niêm yết ở trên HOSE thì HVN có thể bị đưa xuống upcom để giao dịch. Thì về cơ bản nó cũng là một cái sàn niêm yết. Đúng không? Upcom là viết tắt của từ unlisted vân vân. Không niêm yết ấy, nhưng thực tế là nó có niêm yết. Tuy nhiên quy định các thứ thì nó lỏng lẻo hơn. Đó. Nhưng mà khi HVN đã bị chuyển xuống upcom ấy thì nó có rất nhiều các hệ lụy. Đầu tiên là một số tổ chức họ sẽ bán ra rất mạnh. Rồi tiếp đến là khi nó hạ sàn như vậy thì cái vị thế mọi thứ của công ty bị đi xuống rất nhiều. Và thực tế cùng với việc âm vốn chủ chẳng hạn, nếu có xuống thì nó gần như là một cái án tử treo trên cổ rồi. Nhiều người cho rằng HVN là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành ra không thể chết. Thì điều này thì cũng chưa chắc. Nếu nó quá là bị cực thì người ta cũng đành phải buông xuôi. Cụ thể cũng có rất nhiều các cái tập đoàn tổng công ty nhà nước đã từng chết. Vinalize đúng không ạ? Vinasin đó. Và HVN nếu không được cứu kịp thời thì cũng rất dễ nhận cái án tử như vậy. Đó là trả lời câu hỏi thứ ba. Tổng kết lại, HVN có nguy cơ bị hủy niêm yết HOSE và phải xuống upcom để giao dịch nếu kết quả kinh doanh năm 2021 này làm âm vốn chủ sở hữu, đặc biệt là âm hết cái vốn thực góp của cái doanh nghiệp này. Và câu hỏi thứ tư là có nên đầu tư HVN hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thì quay lại cái triển vọng kinh doanh của HVN trong cái thời gian vừa qua cũng như là cái triển vọng sắp tới, đó là Covid vẫn diễn ra rất phức tạp, rất nguy hiểm và hàng không thì rất khó có thể trở lại được. Và cái việc trở lại này, nếu có trở lại được đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải mất tính bằng năm vài năm. Nhưng mà cái nhãn tiền trước mắt là nó đối mặt với nguy cơ âm vốn chủ sở hữu, hủy niêm yết và phá sản với cái mức nợ lên gần 40.000 tỷ trong khi vốn chủ hết quý 1 còn có 1.000. Đó, nó sẽ đối mặt với cái nguy cơ như vậy. Khi đó sẽ là vô cùng rủi ro đối với các nhà đầu tư. Đó, chính vì thế cổ phiếu HVN đứng trên quan điểm của một nhà phân tích cơ bản thì AZFIN Việt Nam đánh giá thẳng thừng là không đầu tư. Còn đứng trên góc độ chết đinh hay giao dịch hay đầu cơ hay là đánh đấm hay đánh đề vân vân thì chúng tôi không xét, thì đó là cái tiêu chuẩn riêng. Còn về đầu tư là không. Bên cạnh đó, cái yếu tố không nữa là vì sao? Cho dù cái công ty này từ âm vốn chủ mà vẫn còn sống đi chăng nữa thì để đến lúc nó trả được cổ tức cho quý vị ấy, thì nó phải bù đắp đủ cái số lũy lỗ lũy kề. Tức là nó phải kéo cày làm sao cho lợi nhuận được thêm mấy chục nghìn tỷ nữa. Và khi giá trị sổ sách vượt trên 10.000, đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế phân phối dương thì lúc ấy người ta mới trả cổ tức được. Đó. Thì may mắn nhất nếu ông ấy còn sống thì ông cũng phải ít nhất mất 5 đến 7 năm, thậm chí nhiều hơn thì mới trở về cái mức vốn chủ 10.000 một cổ. Tức là mới trở về cái mức xuất phát của mình mà thôi. Đó. Nếu mà mua một cổ phiếu với giá 28.000 đồng để trường hợp tích cực nhất là 5-7 năm tới nó mới về cái mức 10.000 của vốn chủ, về mức gọi là bắt đầu ấy, thì chắc chắn AZFIN Việt Nam đưa ra đó là không rồi. Đó, thì trên đây là toàn bộ những cái đánh giá của tôi về cái cổ phiếu HVN. Thì xin chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức hữu ích
cũng như là những cái ý kiến tham khảo hữu ích cho cái việc đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.